Chào mọi người đến kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu với mọi người một chương trình này góp nhận 0.05 tóc cần XMB chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Đến theo chương trình này góp này mình link mô tả mở Telegram game sẽ tắt chat bot các bạn. Con này nó sẽ phong phối vào ngày 30 tháng 12 nha các bạn. Chương trình ai góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 và sẽ phong phối vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 các bạn. Rồi bạn bấm continue nè. Rồi, các bạn join kênh Telegram nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Rồi, các bạn join vào các bạn. Tốc càng này nó 0.5 bằng 1 BNB ạ. Khoan để mình coi nó đít sàn nào chứ các bạn. Cái size của nó, con chắc của nó là các bạn copy cái con chắc này mà dán qua cái giấy trúc wallet cho mình nghe các bạn. Các bạn copy các bạn sao chép nè, để mai chiều sợ tổng cung nó nhiêu ta. Tổng cung nó có 150.000 tóc cần các bạn. Và để mình qua cái giấy trúc wallet của mình cập nhật vào nghe các bạn. Các bạn việc nhấp vào ba cho đầu này các bạn bắt cái con chắc của nó chỗ copy nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Con này chạy trên BS20 để mai chiều nó phong phối các bạn có thể biết được các bạn. Đôi lúc tao cần nó không có mã quá nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên đi. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn follow và request và pinbot điền lại thông tin username theo word của mình cho nó nha các bạn. Các bạn chờ nó chuyển đến trang theo quyết của mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn gì theo dõi nha các bạn. Tôi cần này nó sẽ list lên sàn Binance hay hoặc là rồi bạn like và theo quyết nha các bạn. Rồi mong bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn điền lại thông tin username của mình cho nó các bạn. A cộng MMO Ngọc Anh nè các bạn. A cộng MMO Ngọc Anh. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo cũng follow Medium và ghi lại username Medium cho nó các bạn. Và nhấp vào Medium thì các bạn follow nghe các bạn. Còn cái trang Medium này nó rất là lâu quá. Rồi các bạn xuống đây các bạn like với nó vài cái nha các bạn. Các bạn follow nữa nghe các bạn. Rồi các bạn like với nó vài cái rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân lấy phi username mình nha các bạn. Rồi cái username mình là cộng anh 1113 các bạn, bạn nhấp vào trang cá nhân của mình các bạn. Ảnh Nhân Quỳnh 1991. Ảnh Nhân Quỳnh 1991. Và các bạn chờ một chút xíu qua. À cộng Ảnh Nhân Quỳnh 1991 của cộng là các bạn coi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn là địa chỉ BNB Smart Chain BS20 hoặc là cái địa chỉ ví C20 bên giấy trúc wallet nha các bạn. Thì các bạn như việc bấm vào vô cộng đây nè. Tìm kiếm chữ Smart Chain các bạn BNB hoặc là các bạn có thể lấy địa chỉ nha cũng được đó nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Nó cũng cùng chung một địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn bắt cho đây nè. Nó cũng chạy trên tảng ECMR. Rồi các bạn bắt được. Rồi các bạn bấm vào Valency để xét số cần nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 2 tốc cần, 0.5 tốc cần được, còn khoảng khoảng 1 BNB nha các bạn. Rồi bạn bấm vào Get Link mà lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Vì video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.